Dạ, em chào các bác quay trở lại với kênh xe đạp phong thuê. Hôm nay em lại lên một số món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao để gửi đến các bác tham khảo đây. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết, sau đó là em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ, số điện thoại rồi em gửi hàng tận nhà. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền các bác nhé. Thì các bác liên hệ với em một số điện thoại là 0936 525 998, Zalo là 0983 525 862. Em sẽ đi vào cái món cao su tay lắc trước đi các bác ơi. Đây thì em mới về được cái cao su tay lắc. Cái bộ cao su tay lắc này thì nó sẽ sử dụng được cho những cái bộ group 6800 này, 5800 và tia Agra 4700 các bác nhé. Đây. Ultegra 6800 này, 105 5800 này và Tiagra 4700 các bác nhé. Đấy. Bạn nào đang sử dụng một trong ba cái bộ group này mà cái cao su này đấy nó bị nhão, nó bị dính đấy, có nghĩa là cái chất lượng nó đi xuống rồi các bác đấy, thì các bác mua cái này về các bác thay vào đấy, hàng chính hãng các bác nhé, nguyên hộp luôn. Cái này thì 330.000 một bộ các bác nhé, chỉ có 330.000 một bộ thôi đấy, hàng chính hãng của Shimano mới nguyên hộp luôn các bác nhé, 330.000 một bộ. Và sang bên đây thì em có cái của cái này thì nó của Ultegra Z8000 này và 105R7000 các bác nhé. Đấy, bác nào xài một trong hai bộ group này đấy, đấy cái cao su này này các bác này, đấy, nó dính, nó rách hay nó như thế nào đấy, đấy hàng chính hãng các bác nhé, 330.000 một bộ, đồng giá các bác nhé. Rồi sang bên đây thì em có cái chai dầu tra xít các bác ơi. Em lại về thêm được cái dòng Squid. Đây là cái dòng dầu sáp các bác nhé. Cái này thì nó đặc. Nó đặc các bác nhé. Đấy, mình dò ra là nó sẽ đặc sệt như này. Mỗi cái mắt xích thì các bác chỉ tra một tí như này thôi các bác nhé. Đấy. Cái thằng này thì nó chống mài mòn, chống ma sát. Hàng chính hãng các bác nhé, sản xuất tại Nam Phi. Một cái chai này dung tích là 120ml này các bác này. Đấy, mỗi một cái mắt xích các bác giỏ một giọt như vậy thôi. Đấy, một chai này thì các bác sử dụng được rất là lâu các bác nhé. Đấy, nó bảo vệ cái bộ chuyển động của các bác rất là tốt, chống mài mòn, chống bám bụi bẩn này. Đấy. Nói chung là rất là chất lượng các bác nhé, hàng chính hãng. 340.000 một chai. Cái thằng này dùng thì nó lâu đi ăn cái xích với lại cái răng đĩa, răng líp các thứ các bác nhé. 340.000 một chai. Và sang bên đây thì em có cái đèn các bác ơi. Đấy, cái đèn này của em thì nó là thương hiệu nội địa của Trung Quốc các bác nhé. Dòng này là dòng Magic Shine. 1.200 lumen, thằng này siêu sáng luôn các bác nhé. Hàng nội địa của Trung Quốc này nó xuất cả sang Nhật này, xuất sang cả những cái thị trường khó tính châu Âu, châu Mỹ. Đó. Bên Nhật nó bán cái đèn này hơn 1 triệu các bác nhé. Cái này cái vỏ của nó bằng nhôm. Đó. Nó sáng dã man luôn các bác. Đấy, cái này là lại nó đang bị cản ở cái chỗ này các bác nhé. Để em ngại bóc ra. Cái này có mỗi cái thôi, sáng lắm. Đấy, một cái đèn này nếu mà các bác đi 3-4 người là chỉ có khi là chỉ cần dùng một cái đèn này là nó đã dọi được cho 3-4 người đi rồi các bác nhé, nó sáng lắm. Thằng này thì nó có cả mấy cái chế độ nhấp nháy thứ này các bác này. Đó. Nó có thể nó tự động điều chỉnh ánh sáng theo thời tiết các bác nhé. Cái này thì nó là 1.200 lumen này, nó chiếu xa được 145 mét này, pin của nó là 5.400 gì đây đấy, chống nước này đấy. Nó chịu được cái lực rơi là 1 mét này, kiểu như thế. Cái này thì 980.000 một cái các bác nhé. Cái đèn này thì các bác bắt vào cái ghi đông tròn các bác nhé, hoặc là các bác bắt vào cái giá để treo này các bác này. Đấy, ví dụ như các bác dùng cái bác nào đang dùng cái giá này đấy, ở trên là cái đồng hồ Garmin hoặc là các cái thương hiệu đồng hồ khác
ở dưới là các bác treo cái đèn, treo cái đèn này các bác nhé, ở dưới nó rất là gọn và tiện các bác nhé. Đó. Cái giá này thì hình như là em còn có mấy bộ thôi, 130.000 một bộ. Cái này, cái này nó bằng nhôm CNC các bác nhé. Ở trên là đồng hồ, ở dưới là đèn như này. Hoặc là cái đèn này thì các bác bắt vào cái ghi đông tròn ở trong đây, ở trong cái hộp này nó có đầy đủ cái bát, cái dây để các bác bắt vào cái ghi đông tròn hoặc là bắt vào đây các bác nhé, đầy đủ hết các bác nhé. Đó, cái này thì 980, cái này thì hình như em còn mấy bộ thôi, 130.000 bộ các bác nhé. À, cái đèn này thì nó sạc lại được, nó sạc ở trong đây thì nó có sẽ có dây sạc các bác nhé, đầy đủ hết, và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại là nó sẽ sạc. Rồi bên đây thì em có một cái sạc. Cái sạc này của em thì nó là dòng sạc sử dụng cho những cái bộ group của Shimano mà cái loại 11 lít các bác nhé. 11 lít thì ví dụ như là 6850 đấy, 6870 hoặc là 9050, 9070, 9150, 9170. Đấy. Tất cả là nó đều dùng một loại sạc này các bác nhé. Cái sạc này của em thì nó hàng mới luôn. Hàng mới luôn các bác nhé. Chưa dùng. Hàng mới và chính hãng các bác nhé. Em mua bên Nhật về. Sản xuất là 2020. Đó. Cái sạc này các bác nhé, là nó có cả hàng nhái đấy. Hàng nhái thì người ta bán đâu có hơn triệu cái thôi. Nhưng mà các bác xài cái hàng nhái thì nó rất là nguy hiểm, cái là nó rất là nhanh chai pin các bác nhé. Mà cái pin thì nó rất là giá trị. Các bác mua một cái cục pin mới bây giờ thì nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 3 triệu hơn 3 triệu ấy. Mà các bác dùng cái sạc hàng nhái các bác nhé, nó rất là nhanh chai pin. Nói hỏng cái pin là mình mua là rất là mắc tiền các bác nhé. Đấy thì các bác dùng cái sạc xịn này thì nó bảo vệ pin rất là tốt. Nó chống cháy nổ thì các bác nhé, cái hàng nhái có khi nó còn nó sạc nhưng mà kiểu nó không ngắt được ấy. Nhiều trường hợp nó không ngắt được ấy, giờ nó nóng là nó nổ cả pin đấy các bác nhé. Đấy nên là mình cứ bỏ thêm một chút tiền mình xài cái hàng xịn cho nó yên tâm. Cái này thì mới nguyên hộp 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu. Ở cái này thì em cứ đánh mã số 1 đi. Cái này nó có một cái thôi, còn mấy cái món kia thì em có nhiều dầu trà xích cái thứ thì có. Ở sang bên đây thì em có một cái combo này. Cái combo này nó là cái hộp đựng đồ các bác nhé. Cái này các bác rắc vào cái gọng nước các bác. Ở trong đây thì nó sẽ có ba cái móc lốp này, ba cái móc lốp. Cái này gần như là mới luôn, em nhìn hầu như là chưa có dấu hiệu sử dụng các bác nhé. Ba cái móc lốp bằng nhựa này. Cái này các bác đang sử dụng những cái bánh carbon thì các bác nên dùng cái móc bằng nhựa này. Thì dùng móc bằng sắt là nó hỏng hết cái mép vành đấy. Và đây nữa thì nó có một cái bộ tun của Shimano. Đấy, Shimano các bác nhé. Ở đây thì nó sẽ có mấy cái đầu lục giác. Đấy, có một cái tu vít nữa. Đó. Cái bộ này hình như em thấy anh em người ta đang bán, nếu mà của Shimano này thì nó rơi vào tầm khoảng 400. Đấy, combo ba món như này. Ở đây thì các bác bỏ xăng này, hoặc là bỏ những cái đồ nó gọn gọn, nó vừa trong cái hộp này là được rồi. Một cái combo như này thì giá để các bác là 750.000 các bác nhé. 750.000. Cái hộp này còn rất là đẹp. 750.000. Mã số 2. Mã số 2. Giờ sang bên đây em có một cây kính. Đấy, cây này thì mã số 3. Mã số 3 cũng 750.000 luôn. Cái kính này bác nào mua thì sẽ tặng kèm cho các bác một cái hộp của Judy, hộp đựng kính của Judy các bác nhé. Đấy, còn đây là cái cây kính. Cái kính này của em thì nó là thương hiệu Kabuto. Đây là cái hình thức của cái mắt. Cái mắt bên này thì nó có cái vết, nó có một cái vết xước nhẹ nhẹ đấy các bác này. Đó. Cái bên này thì còn rất là mới, bên này thì có một vết nhẹ. Để em đo thử cái size này. Cái cây này thì lọt lòng của nó là 14 các bác nhé, 14. Cái mắt của nó thì cái đoạn giữa thì nó vào khoảng 4,4 cm các bác nhé.
Đấy, cái này thì nó chỉ có một cái vết nhẹ nhẹ ở đây thôi. Đấy, có một cái vết xước này. Ở trong đây thì còn rất là đẹp các bác nhé. Cái kính này thì cái mắt của nó là dòng kính, nó không phải là cá trắng hương các bác nhé, nó không phải trắng hương nên là các bác không sợ nó bong chóc đâu. Đấy. Cây này thì giá thì em báo thôi 730 nghìn. Đấy, các bác chơi trải nghiệm này, một cái kính Kabuto hàng xịn các bác nhé, hàng xịn. Đấy, hàng xịn luôn. Ô, cái thằng này em đeo là 14, là em đeo vừa cái này luôn, nó rất là rất chi là ôm mặt các bác nhé, rất là ôm mặt luôn. Đấy. Cái mắt này thì các bác đi buổi sáng tầm khoảng 5 giờ là cũng nhìn khá là rõ, nếu mà đèn nó sáng. Nếu mà các bác đi cái đèn 1200 lumen kia là đi thoải mái các bác nhé. Các bác đạt cái vận tốc vào tầm khoảng 30 hơn 30 cây trên giờ thì đeo cái này là quá ok tầm buổi sáng các bác nhé. 730 nghìn. Ở sang bên đây thì em có cái đèn để các bác gắn vào, bắt vào cái gọng yên các bác nhé, cái này bắt vào cái gọng yên. Ở đây thì nó có một cái bát này, cái này bắt ở cái gọng yên, bắt đằng sau các bác nhé, nó rất là tiện và nó nhìn nó rất là gọn các bác nhé. Nó sẽ có mấy cái chế độ nháy gì đây. Nói chung là các bác hay đi đêm mà các bác sử dụng cái đèn này rất là an toàn. Người đằng sau là người đi đi là người ta nhìn thấy cái đèn này là người ta biết là có chướng ngại vật đằng trước, ô tô, xe máy cái thứ. Ở đây thì nó có cái lỗ để cắm sạc các bác nhé. Cái này thì nó sẽ có hai sự lựa chọn để các bác sử dụng các bác nhé. Một bên nó là automatic, ở bên này thì nó là khởi động bằng nút bấm như thế này. Còn automatic ấy, thì các bác không cần phải khởi động. Đấy, nếu mà các bác chuyển sang cái chế độ automatic này này. Đấy, thì các bác cứ động vào, đấy, nó rung, đấy, là một lúc là nó sẽ sáng các bác nhé. Còn lúc nào mà nó đứng yên, một lúc là nó sẽ tự tắt các bác nhé. Đấy, em thì em hay sử dụng cái chế độ đây, cái chế độ khởi động bằng cái nút này này. Đấy. Rồi, có chân sạc đây, cái này pin rất là trâu các bác nhé, pin rất trâu. Nói chung là như em đi buổi sáng em chạy tầm được khoảng hơn một tiếng ấy. Khoảng một tiếng thì nó sẽ sử dụng được tầm được khoảng 4-5 ngày, có khi cả tuần các bác nhé. Ở trong đây thì nó sẽ có cái hộp phụ kiện cho các bác, có dây thít này, có dây sạc đầy đủ hết. 350.000 các bác nhé. 350.000 một cái, rất là tiện. Hàng xịn các bác nhé, hàng xịn nội địa của Trung Quốc, gọi là nội địa của Trung Quốc đi các bác ơi. Rồi. Ở sang đây thì em có một cái bộ can. Em có một bộ can của Shimano. Cái can này em mua thì anh em nó có nghĩa là cái chủ cũ ở bên Nhật ấy, nó bỏ mất cái hộp này. Nó đóng vào cái túi này, nó gửi về như này các bác nhé. Ở trong đây thì nó sẽ có mấy con đây, hàng xịn các bác này. Đó, nhìn cái con từ những cái con lục giác, ốc biết cái thứ này, mấy cái miếng này, nhìn nó rất là khôn các bác nhé. Cái này là cái can màu xanh. Shimano thì nó có 3 màu, màu đỏ là 0 độ, màu xanh là 4,5 độ. Còn một cái loại nữa là màu vàng thì nó 6 độ phải. Màu vàng thì ra vào can nhẹ nhất, màu xanh thì nó ở cái mức trung bình. Đấy. 450.000 các bác nhé. Mã này là mã số 4, 450.000. Chính hãng của Shimano. Giờ sang bên đây thì em có một bộ kính nữa đấy. Ở đây thì em đang có một cái bộ kính của Tifosi, cái này thương hiệu của Nhật các bác nhé. Đấy. Cái này thì hộp viết này, sách hướng dẫn sử dụng thứ đầy đủ hết. Đây, bộ này thì giá là 1.280.000, mã số 5, 1280. Còn đây là cái hình thức của cái kính. Đấy, cái này form rất đẹp các bác nhé. Còn rất đẹp. Cái mắt màu xanh này thì nói chung là em thấy nó cũng còn rất là mới các bác ơi. Nó cũng có một cái vết nhẹ nhẹ trên này, tí tỉ chỗ này các bác này. Đấy. Còn lại là đẹp, coi nhé.
form rất đẹp luôn. Gọng này. Tifosi thương hiệu của Nhật. Đó, ở trong đây còn rất là mới, em đo size. Cái này cái size của nó là 13.3 các bác nhé, 13,3 cm. Cái mắt của nó thì là 4,1 cm. Đây phụ kiện đi kèm này, nó còn có cái mắt này để các bác đi đêm này. Mắt này thì cũng còn rất là đẹp. Đây một cái mắt này nữa. Cái mắt này thì nó cũng có một cái vết gọi là xước lông mèo chỗ này tí tí đây. Mắt này thì cũng đi đêm được các bác nhé. Đây có một cái túi vải để đựng kính các bác này. Rồi cái combo này thì 1.280.000. Mắt này thì các bác đi ban ngày thôi. Mấy cái mắt kiểu như cái mắt dòng mắt tráng hương như này các bác đi về các bác rửa nhé, rửa nước lạnh sau đó là các bác phơi khô rồi các bác cất đi. Đấy, rửa toàn bộ cái phần mắt này, rửa cái cao su đệm ở mũi này. Đấy, rửa cái chỗ này, cái này nó cũng bằng cao su quá nhé. Đấy, mình cứ chịu khó mình rửa đi thì cái kính nó rất là bền. Đấy, trong cái quá trình mình sử dụng cái mồ hôi nó bám vào các bác, mồ hôi thì nó mặn mà. 1.280.000. Ở sang bên đây thì em có một chiếc mũ này. Em có một chiếc mũ Check các bác ơi. Đây là cái chiếc mũ cao cấp nhất của hãng Check các bác nhé. Check thì nó sẽ có hai dòng. Một dòng là Bontrager và một dòng là Check. Đấy, cái này là Check, là cái dòng này là cái dòng cao cấp nhất của hãng rồi các bác nhé. Đấy, cái thằng này thì toàn bộ cái phần thân này của nó là carbon này. Velocit này. Carbon OCLV này các bác nhé. Đó. Có công nghệ MIP này. Chiếc mũ này em mua thì nó là trong cái tình trạng là hàng mới, chưa dùng các bác nhé. Có mỗi cái là gửi về thì anh em nó bỏ mấy cái hộp rồi. Đấy, nó chỉ còn mỗi cái túi thôi. Nói chung là mũ của em ship ở bên Nhật về 99% là em bỏ cái hộp các bác nhé, không cần cái hộp làm cái gì cả, để cho nó giảm nhẹ cái trọng lượng. Đấy. Thì nói chung là gửi hàng bên Nhật về thì người ta cứ cân lên, người ta tính tiền thôi. Đấy nên mình đỡ được tí nào thì hay chứ đấy. Đấy. Quan trọng nhất là cái mũ này thôi các bác ơi. Thằng này thì nó bằng khóa 3, sử dụng khóa 3 các bác. MIP. Cái chiếc mũ này thì 4.550.000. Mã này là mã số 6. Mã số 6 các bác nhé. Đẳng cấp nhất của Check rồi các bác nhé. Mua mới rất chi là đắt các bác nhé. Chiếc này nó có size của hãng là size L, vòng đầu từ 58 cho đến 63 các bác nhé. Size L, vòng đầu 58 đến 63. Và cái chiếc mũ này thì đời nó rất là cao, sản xuất là tháng 8 năm 2023 các bác nhé. Tháng 8 năm 2023. Đó. Mới chưa dùng. Có MIP. Cái MIP của cái dòng này thì nó tích hợp ở trong cái lót này các bác nhé. Bình thường thì những cái dòng MIP của các cái thương hiệu khác ấy, này, hoặc là cái model khác ấy, thì nó là nhựa, nó là một cái miếng nhựa nó bọc xung quanh ở trong đây, nhưng mà đây thì nó tích hợp ở trong đây, ở trong cái lót này các bác nhé. 4.550.000 để các bác sở hữu được chiếc mũ đẳng cấp nhất của Check rồi các bác nhé. Phụ kiện đi kèm thì nó thì có cái túi, đây có cái túi của Check luôn, băng này. À. Rồi sang bên đây em có một chiếc mũ này. Em có một chiếc mũ
Liva. Chiếc mũ này nó là hàng mới chưa dùng. Mới các bác nhé. Nó là thương hiệu của Tây Ban Nha, sản xuất từ Trung Quốc, hàng xuất Nhật. Hàng mới. Cái này nó là mũ đời mới. Nó tích hợp khá là nhiều công nghệ các bác nhé. Đấy, cái công nghệ mà dễ sử dụng nhất thì là đây. Đấy, nó có cái đèn này các bác này. Có cái đèn này. Các bác nhấn phát nữa là nó sẽ có một cái đèn nó sáng ở xung quanh viền đây. Đó. Một phát nữa là nó sẽ có cái đèn nó chạy như này các bác nhé. Nhưng mà cái chiếc này ấy, thì nó có một bên nữa là nó không chạy hết, tại nó là do trong cái quá trình vận chuyển nó bị va đập ấy, nó bị rung riếc va đập nên là nó bị kiểu nó bị đứt một cái đoạn đèn led ở cái đoạn này chỗ này các bác nhé. Còn cái thằng này bên này thì nó vẫn sáng hết đến cái đoạn cuối đây các bác nhé. Đấy. Mới luôn. Cái chiếc này thì bán hôm nay sẽ bán thanh lý cho các bác. Để em xem cái size đã. Chiếc này thì nó có size của hãng là size M. Vòng đầu từ 54 cho đến 58 các bác nhé. Size M, vòng đầu 54-58. Đây chỉnh vòng đầu đây. Đây là cái chỗ để mình cắm sạc này. Đây, cắm sạc ở đây các bác nhé. Đó, sạc bằng cái sạc điện thoại các bác. Mà nó sẽ có cái dây sạc riêng của nó. Cái quai này của nó có miếng đệm này. Thằng này thì lòng nó sâu, độ rất là ôm đầu các bác nhé. Phụ kiện đi kèm. Phụ kiện đi kèm ở trong đây thì nó có cái gì nữa các bác. Trong đây thì nó có một cái cục điều khiển này. Cái này nó điều khiển cả giọng nói này, chụp ảnh này. Sinh nhan linh nhất nó đầy đủ hết, nó nằm ở trong đây. Nói chung là thôi. Về các bác tự nghiên cứu chứ em cũng chưa biết cách sử dụng đâu. Đấy, đây là cái dây sạc của nó các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý nhé, cái dây sạc này các bác sạc xong là các bác phải cất nó đi. Các bác mà làm mất cái dây sạc này là ở thị trường mình là nó không có cái bán cái dạng là dây sạc chân nó như này đâu, nó sử dụng một mình nó một kiểu đấy, nên là các bác phải lưu ý là cất cái dây sạc đi. Rồi chiếc này thì bán thanh lý cho các bác là 1.450.000 các bác nhé. Đấy, cái mũ này nếu mà nó không bị cái chỗ này này. Nó không bị cái chỗ này thì giá nó sẽ rơi vào tầm là khoảng 2 triệu hơn 2 triệu các bác nhé. Và nó bị cái đoạn này thì bán thanh lý cho các bác 1.450.000. Đây là cái nút nguồn. Đó, nó là tắt rồi các bác ơi. À, đó, phải giữ mấy giây thì mới tắt. Rồi, tắt rồi. Đó, đi đêm các bác dùng cái này rất là tiện. Đây, có cả túi đây. Chưa dùng luôn. Rồi bên đây em có một chiếc mũ nữa này. Đây em có một chiếc mũ Bon Charger. Cái chiếc này thì nó cũng mới chưa dùng luôn. Nó có cái túi này. Đây thì nó sẽ có cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, hướng dẫn sử dụng đây các bác nhé. Chiếc này hôm nay bán kỷ niệm các bác. Mức giá rất chi là tốt các bác nhé. Đây là một cái model cao cấp của hãng Bon Charger các bác nhé. Đấy. Giá này, giá em bán cho các bác nó chỉ bằng cái giá mà cái mũ Bon Charger, nhưng mà cái dòng gọi là cái dòng bình dân thôi. Bình dân hàng mới, các shop đang nhập ở bên Nhật về bán. Cái hàng bình dân thôi các bác nhé. Hàng bình dân đấy thì cái hàng lướt em bán thì nó rơi vào tầm được khoảng triệu hơn triệu tí thôi. Nhưng mà cái dòng này các bác nhé, các bác mua mới nó rất là đắt. Đó, nó cũng đắt, nó chỉ kém cái mũ check kia một chút chút thôi. Nó tầm được khoảng triệu hơn triệu gì đấy. Đấy, dòng này là dòng Bon Charger Balisa các bác nhé. Cái mã này là 5567. Này là mã số 8. 1.880.000 là các bác sở hữu được một cái model và nó rất là ngon của hãng Bon Charger các bác nhé. Đây. Dòng này là dòng Balisa. Đó, các bác cứ lên Google các bác check Bon Charger Balisa. Giá mới rất đắt đấy các bác nhé. Đây nó có tem GCF của Nhật. Đấy, các bạn nhìn cái xem cái khóa của nó này. Đây. Làm cái khóa nó mạ. Cái này nó như kiểu là nó mạ kiểu mạ giống màu bạc các bác. Nhìn nó rất là sang các bác nhé. Ở đây là cái mông của nó này. Đó. Dòng này thì nó là dòng Aero. Nó làm cái mặt đằng trước nó làm cái form nó giống như kiểu của Edward các bác. Khóa đây. Cái này mới luôn. Mới các bác nhé.
Nó chỉ có mỗi cái là cái đời này thì nó cái đời này nó không 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 có mít các bác nhé. Thì nó có công nghệ đây, công nghệ AR cộng này. Công nghệ này là công nghệ khử mùi các bác nhé. Công nghệ khử mùi nó tích hợp ở trong cái lót này, mà cái lót này của nó chỗ này. Đấy, nó có công nghệ khử mùi các bác nhé. Chiếc này thì nó có size của hãng. Đâu, cái size của nó để chỗ nào đây? Đấy, size này là size ML, vòng đầu từ 55 cho đến 61 các bác nhé. Vòng đầu 55 đến 61. Đấy, mới 100% luôn. Rồi, giá rất là tốt để các bác chơi. 1.880.000 là các bác sở hữu cái chiếc mũ này rồi. Ở sau bên đây thì em có áo đi các bác ơi. Đầu tiên là một chiếc áo cát tơ ly bọ cạp các bác ơi. Chiếc này cái nách của nó là 50.5. 50.5. Cái chiều dài của nó là 70.5. Đây là cái lưng của nó này. Cái nách của nó là 50.5 và cái chiều dài là 70.5 các bác nhé. Thì cái áo này các bác tầm độ khoảng 75 75 80 cân gì đấy các bác nhé. Khoảng 70 và đây là tầm 73 cho đến tầm là khoảng 78 cân các bác nhé. Đấy, cái tầm là khoảng 70 76 78 cân này đấy. Người các bác đậm đậm mặc cái dòng này là rất là đẹp các bác nhé. Đây là cái tay của nó này. Cắt tơ ly. Đấy. Bản này là bản Dubai các bác nhé. Bản tài trợ cho cái giải đua của Dubai này. Size của hãng là size XL. Made in Italia. Đấy, dòng này thì nó là dòng vải lưới các bác nhé, rất là thoáng và mát. Áo thì còn rất là đẹp, áo còn rất đẹp các bác nhé, cắt tơ ly hàng chính hãng. Ở cái này thì nó có cái tang nhưng mà nó bị cắt mất rồi. Đấy, bên đây thì nó có một cái tang nữa. Đây. Made in Italia. Chiếc này thì 1.380.000. Cái mã này là mã số 9. Mã số 9 các bác ơi. 1380. Rồi tiếp đến là một chiếc cát tơ ly nữa. Chiếc này nách là 45. Cái chiều dài của nó là 67.5 67 các bác ơi. Đây là cái lưng của nó này. Đó. Chiếc này thì nó còn cả cái túi các bác ấy. Đấy. Chiếc này nó có size của hãng là size L. Size L và nó còn cả cái túi luôn. Nách là 45, đấy, chiều dài là 67 các bác nhé. Đấy, size L. Cái này nó còn nguyên cả cái tang này các bác nhé. Giá là 1.700.000 các bác nhé. Đây, dòng này là dòng đời mới tay Aero các bác nhé. Tay Aero. Tay rất dài, cái này mặc là nó sẽ đến cái khuỷu tay các bác nhé. Còn cả tang này. Cái này thì cái thằng chủ cũ nó bảo là nó chỉ mặc thử thôi. Nó không vừa size nên nó bán. Vẫn đẹp như mới các bác nhé. Chiếc này thì nó sản xuất ở Trung Quốc. Giá là 1.700.000 các bác nhé. 1.700.000. Đó, đây nó cũng có cái tang mà về nó cắt mất rồi các bác này. Đây, cái chỗ này cái tang của nó này. Hàng chính hãng của Caterly. Đây các cái đường viền của nó cũng có logo của Caterly luôn. Chính hãng. Đó. Như mới các bác nhé. Giá rất là tốt, 1.700.000. Cái áo này thì các bác tầm được khoảng 70 cho đến tầm khoảng 73 cân các bác nhé. Đó, 1.700.000, mã số 10. Caterly. Đó, còn nguyên ta. Có cả túi đây. Có cả túi đây các bác này. Đó. Nói chung là nó chỉ mặc thử thôi. 1.700.000. Rồi, tiếp đến là em có một chiếc áo con gà.
Cái này thì cái vải của nó hơi khó đo chút. Cái này cái nách của nó thì nó vào tầm 43 các bác nhé. Và cái chiều dài lưng thì chiều dài lưng nó khoảng 66. Đây là cái lưng của nó. Đấy, cái này là một bộ các bác ơi, một bộ. Nó có size của hãng là size M. Cái nách thì nó vào khoảng 43, cái lưng này khoảng 46 các bác nhé. Dòng này thì nó dòng không có cổ. Chất vải thì nó là dạng lưới như thế này. Đấy, rất là nhiều lỗ, màu mè rất đẹp. Cái size này thì size M này thì em mới bán các bác tầm khoảng 65 cân. Đây. 1m67, 1m73 này. Size M. Đấy, cái vòng ngực khoảng 89 đến 95 các bác nhé. Đó, thì size M thì các bác tầm khoảng 65 cân. Rất là đẹp. Ba túi này. Con gà thương hiệu của Pháp. Còn đây là cái quần của nó. Ở cái đai này của nó rất là ngon các bác nhé. Đó. Quần đây. Size M. Đấy, cái bộ này thì 1,4 triệu. Mã số 11. 1,4 triệu, mã 11. Đây, cái mông của nó. Mông nó rất là đẹp các bác nhé. Đây là cái chỗ nó body và đùi. Ở bên hông thì nó sẽ có cái chữ, mấy cái chữ của con gà. Cái thằng này thì cái bên hông cái chữ này thì nó kiểu nó sơn vào các bác. Nên là sau 1-2 lần giặt thì nó sẽ có cái vết nứt nứt, cái vết mép nó hơi ấy một chút các bác nhé. Về cơ bản thì nó còn rất là đẹp, cái vải này rất ngon. Đấy, cái vải quần rất ngon các bác nhé. Giá thì cả bộ 1,4 triệu. Đai của nó đây. Quá ngon luôn. Ở đây là cái bỉm nữa. Bỉm to dã man, to như cái quạt các bác ơi. Bỉm. Cái thằng bỉm này thì nó may rất là hay các bác nhé. Đây, nó may kiểu như này. Còn bên đây là nó rộng. Đây thì nó có dây thun. Đấy. Rất là hay các bác nhé. Bỉm to dã man luôn. Em chưa thấy cái quần nào mà cái bỉm nó to như này. Đó, cái này thì chắc là rất là êm rồi. 1,4 triệu. Ở tiếp đến là em có một chiếc áo gió này. Chiếc áo gió. Cái này cái nách của nó 56. Chiều dài thì nó vào khoảng 75. Em có một chiếc áo gió của Trách các bác nhé. Cái này còn siêu mới luôn. Cái dòng này thì nó chỉ mỗi cái là nó không có cái túi đằng sau thôi. Đấy, các bác muốn có cái túi thì về các bác đưa thợ người ta may. Đây là cái tay của nó này. Áo gió các bác nhé. Các bác đi mặc đi mùa thu đông của Trách. Cái này 1,050,000. 1,050,000. Nó đẹp như mới các bác nhé. Cái áo này thì các bác tầm khoảng 70 cho đến khoảng 73.